Công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, nhóm Pô Mế Pi Nóng dân tộc Nói Cần là nhóm Pù, tỉnh địa bàn thành Hòa Bình, chiến lược có lái mùng làm hoạt, buôn tảnh, lo bục banh khứng thế trấn quốc phòng, cho nó mừng cần dân, gắn là thế trấn an ninh, cần dân khanh mắn, bỏ báy bên ọc đột xuất bất ngờ, nhóm hoán ba mứa an ninh trật tứ. Báy mì lái kể quá nắn, xây cuồng thế gian Lào Cai, nằm cần mì uy tín, tóng vai trò quan trọng, cuồng chiến bà, phổ biến, tái tứ pháp luật. Tham gia đấu tranh phòng, bán, nằm loái cấn hư cần hái, lo mà nằm giòn hái kẻ xã hối. Cọp thòng dư mắn an ninh trật tứ dù cơ sở. Ông Sùng A Sa, dù bán bà cò tập, xà bà cò huyến mừng mùn, xế bên cần, mì uy tín dù bán mường, có hề lái lai pin ý. Huồm năm lo vai trò, lo uy tín kẻ mình. Ông tích cực bóm huồm năm lo cập ủy chính quyền bán mường hiệp ha ông mừng cần dân tham gia hết bài doài nằm phong trào cho nào mừng cần dân làm sánh ao an ninh tổ quốc lực chờ hen ọc lái cung cấp lại nguồn thông tin quan trọng hỡ nằm lực lượng chức năng cuồng công tác điều tra xử lý dòng phít tham gia giải quyết lại vụ việc mâu thuẫn dù cuộc nội bố cần dân tích cực hiệp ha ao lục lan cuồng xã gần bảo nhằm tin thắng mừ kháo nằm giọng hư giọng hái kẻ xã hối bảo hết phít pháp luật bảo phẳng là tin theo luấn điếu chiến ba chiến tao kẻ cần hư cần hái tích cực bùn tành khướn bán mường mờ làm giành ao an ninh trật tự dù bán mường dạy bảo lớp trẻ tức là phải luôn luôn đoàn Giấy kết cả lớp lẫn nói phải luôn luôn giữ kết, lại cái màu sắc của bán địa phương và tập quán bảo hệ xe không gây mất đoàn kết cam dự tổ giữa dòng họ này với dòng họ kia vì anh em trong họ phải cam dự ao học bảy năm căn hóa năm mối đoàn kết tác, và cái mối công tác và lấy dân vận xe làm luôn không phải được bao giờ đánh mất luôn luôn phải duy trì chúng tôi chỉ bằng cách đấy. Tình địa bàn thành, trở ní xe mì tình mơ bắn sang hoái bè xếp cần uy tín, cuồng bổ mê bi nóng dân tộc Nói Cần. Ní xe lái nằm cần, cuồng bán cuồng bình chón, suy tôn, xe bên lưng lướng nằm cốt, cầu sự quan trọng càng trang đáng, chính quyền lo mừng cần dân. Mị anh hướng đập cuồng công tạc hiệp hạ bổ mê bi nóng tham gia bôn tành khứng đáng, chính quyền, hệ thống chính trí dù bán mường. Một siêu xe bao ngái giạc, bao ngái khổ, bài hoa từng khó khé, hiệt từng hườn, hiệt ha áo bổ mế pi nóng, hết bài xoài chủ trương, tàng lối kẻ đáng, chính sạch pháp luật kẻ hướng nược. Bá căn trai dư áo căn, mẻ quáng hề chín, bàng lấy gó hái, giảm sơ khổ khào. Bài trừ hủ tục, tham gia cam dự phát huy bản sắc dân tộc, hết khứng bán khuồng cặp san, bình yên, biển ná phá khứng. Cuồng là pi Lào Cai, cần mỹ uy tín của bộ mê pi nóng dân tộc này cần, có hề cung cấp hóa một bản tin liên quan hoạt an ninh trật tứ, có thòng giải quyết ổn định tành xã hoái xam xí phú việc dù cơ sở. Cơ sở thì cũng rất là mong muốn là các anh về thì các anh cũng cơ sở có cố gắng với chút thời gian nữa cả để ông ngắn mà nhiều hơn cả ông có nên gắn bó với nhân dân thời gian hơn mở mà hoạt mừng cả dân cũng hơn mở các năm mừng cả dân về lại hết mở hơn an ninh trật tứ qua năm khai lạch vận chuyển làm hòa giang mưa ba an ninh chính trị bé hen giảm thiểu môn mà hớ giảm nhiều rồi các ông cô có chồng mở khớ năm cả dân hơn mở bé cả dân nhiều ổn định hơn để từ nay đi là sẽ chỉ nhân dân nó sẽ ổn định nhiều hơn tốt hơn. Huồm năm lo địa bàn kè huyến kim bôi chờ ní xe mì một hoái há dịp song cần mì uy tín cuồng của mì pi nóng dân tộc Nói Cần thời gian Lào Cai cần mì uy tín tành địa bàn huyến có hề âm á hớ hàng hoái tin liên quan hoạt an ninh trật tứ cọp thòng giải quyết ổn định tành nằm vụ việc dù cơ sở giảm bợn nằm vú phạm pháp hình sứ tành địa bàn bóm nắn công tác tiếp nhận là giải quyết tố giác tin bọc ba mưa cần hư gần hái đạt 94,86 phần hoái cuồng là pi Lào Cai ca nguồn ngân sạch kẻ huyến có hề sử dụng đi đơn hết bài bò khảo lăn chế đố chính sạch mà sam táng khóc phạc hớ cần mỹ uy tín lo cẩn thận kẻ cần mỹ uy tín dịp sệt nguyên đán hùa mất no xuống ngàn tràn sẽ tành 86 chiều kịp nọc nắn ọc huyến có hề hết khứng nằm đoàn đại biểu cần mỹ uy tín tiêu biểu bài tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm ba mươi mấy quán hiệp chín cam dự ao an ninh quốc phòng hệt khuyến khen thưởng lịch trừ cần mưu uy tín tiêu biểu
mí lai tăng gọp, cuồng mẻ quáng hề chín, hiệp khóng kinh dù. Công an xã này theo chủ trương của Đảng, Nhà nước thì được sự công an xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, các ban ngành sẽ lấy định báo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể, khoa các phán, cặp bóm hệt, mưa bạc công an xã đảm bảo an ninh trật tứ tại địa bàn. Vô mê nông vi cá dân bóm mọc bóm chơi hệt, công an xã còn để nêu sông tinh thần trách nhiệm, vì vô mê nông vi cá dân bám án, bám cuồng, bày đảm bảo an ninh trật tứ. Bà con nhân dân bám bản, bám làng để đảm bảo an ninh trật tứ. Nam Pi Lào Cai cần mỹ uy tín có hệ cập thòng hệ thớ mối liên hệ càng chẳng đáng hướng nược lo mừng cắn dân càng mứ càng to mật thiết một siêu chớ lơ có bên hạt nhân tích cực chủ động cam hăng lấy tình hình dư luận kiên dù nạp chi nhập hành hệ xin lào hua chưa bản ngầm nằm giòn giặc hệ kẹp bố mế pi nóng khảo lán dân tộc bái phán ánh lượp chờ hoạt nằm cơ quan chức năng mỹ liên quan. Đặc biệt, cần mỹ uy tín, mỹ vai trò quan trọng của việc chiến bà, hiệp hạ ông mừng cần dân, nhỏ sung ý thức trách nhiệm làm sảnh ao an ninh trật tứ, tích cực tham gia khảo làn phong trào thi đua dù bán mường. Cơ sở với công an xa là được như là luôn luôn qua cả quan hệ mật thiết với ta. Dù cơ sở công an xã luôn có quan hệ mật thiết nam cả dân, cầm sử mối quan hệ bè khu lấy tình hình an ninh cuồng và tí bán cuồng. Mỗi an ninh trật tứ tí bán cuồng xe mừng cả dân đều lấy tình từ học tập hay thiết lơ, bảo vệ an ninh trật tứ của cả bán các cuồng lấy cầm sử. Công an xã một cơ sở phải thành lập, lấy tổ an ninh hạ quán bảo quầm, công an xã bảo quầm an ninh trật tứ cuồng cả bán các cuồng lấy cầm sử, bởi vì vấn đề nâng tâm mừng xảy ỏ. Dòng bà hương ước quy ước kẻ cam bán các cuồng kẻ năm hơn mình mì lúc lan mình xe phù ra các ế thập tuốt thở mình phải chấp hành quan bê ba tay lúc lan nó xe phải hệt theo quy ước hương ước kẻ đáng chính quyền cam bán mình phải noi gương hơn lúc lan mang chân hết theo xe mình phải cương quan cho thân đắn. Cuồng thế gian hạ hoạt, Thành Hòa Bình tiếp tục phát huy vai trò kẻ cần uy tín, các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường khả năng lãnh đạo, trí sợ bảo tàng, bóm huom năm lo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thế, hiệp ha mà là hiệp ọc điều kiến, bấy cần mỹ uy tín phát huy vai trò, uy tín cuồng mừng cần. Bọc giòn chiến khai hệt bay, doài nằm chế độ chính sạch đối là cần uy tín. Biểu dương nập chờ cần uy tín mỹ lai tông cọp cuồng nằm phong trào dù bắt mường mùng làm hoạt chăm làm ao nẹp chi nằm hành vật chất tinh thần hệ đạo điều kiến bái cần uy tín hệt bay lấy hiệu quả giỏi hơn.